Xin mến chào các bác. Nay bên cửa hàng nhà em, Minh Chính Audio sẽ giới thiệu cho các bác một cái combo loa full từ leo. Có nghĩa là combo loa full leo, các bác nhớ toàn bộ là từ leo hết. Của nó là bát 40 từ leo, côn 100 2 tầng côn và chép leo bi 750. Phân tần Azai, một bát một chép các bác nhé. Sau đây em sẽ đi vào giới thiệu chi tiết cho các bác cái combo này và sẽ báo giá cho các bác. Combo cực kỳ xịn này. Tóm lại là em đã chọn ra một combo phải gọi là đẳng cấp để cho các bác nào muốn lên thùng đi làm sự kiện này, chơi những cấu hình từ leo lắp loa Azai, hoặc bác nào mà muốn sử dụng những cấu hình loa đẳng cấp, tiếng nó hay hẳn mà nó xịn hẳn, thì các bác có thể lựa chọn cái combo này các bác nhé. Đây, ở đây thì là em có sử dụng này, một cặp loa bát 40 từ leo côn 100 của hãng Hewell. Con này của nó là 2 tầng côn các bác nhé. Con bát của nó là 2 tầng côn 100 và cặp chép leo bi 750 này, cực kỳ xịn này. Phân tần này rất là chất, mạch phân tần rất là khủng các bác nhé. Để em giới thiệu chi tiết cho các bác hiểu thì em sẽ giới thiệu cặp loa bát trước các bác nhé. Cặp loa bát trước. À, nói luôn, bác nào mua hàng và yêu thích cái combo này, sau khi em giới thiệu xong ở cuối video, bác nào mua hàng mà yêu thích cái combo này thì liên hệ số điện thoại hotline anh em là số 5815, số Zalo là 772. Anh em có giao hàng toàn quốc các bác nhé. Chi tiết mua hàng liên hệ tấm biển màu vàng. Ok chưa? Đây, đầu tiên em sẽ giới thiệu cái cặp loa bát. Cặp loa bát của nó là cặp loa bát 40 các bác nhé. Bát 40. Con này côn 100. Côn 100 2 tầng côn. Con này côn của nó côn nhôm dẹt các bác nhé. Cặp loa bát này côn nhôm dẹt, cực kỳ xịn sò. Cọc chạm bằng đồng, cọc chạm đồng. Và đây là nó nguyên một cái khối leo các bác nhé. Nguyên một cái khối leo. Con này màng của nó là màng chống nước các bác nhá, màng chống nước. Chất lượng màng cực kỳ xịn, và màng chống nước này. Và gân vải tẩm dầu các bác nhá. Màng chống nước là rất thuận tiện cho các bác đi xô, gặp trời mưa gió thì không phải sợ đâu nhá. Con này bản xương là 8 lỗ bắt vít. 2 4 bản xương 8 lỗ bắt vít và bản xương của nó là vát tròn 4 cạnh các bác nhá. Bản xương này các bác lắp vào thùng thì nó vẫn như các loa bát 40 khác, dạng xương tròn nên là rất dễ bắt vào thùng. Đây, nguyên một khối leo này. Con này xương nhôm ấy nhá, xương nhôm rất là cứng. Lớp xương của nó rất là cứng này. Nó phủ một lớp sơn tĩnh điện nên là xương của nó rất là sáng màu, nhìn nó toát lên một cái vẻ xịn được các bác nhá. Con này cặp loa bát này tiếng cực kỳ hay luôn. Tiếng cực hay, rất thuận tiện cho bác nào đi làm show này, chơi sự kiện lớn. Và con này dùng rất là bền, tiếng siêu hay luôn. Đây là hàng chính hãng của Hewell các bác nhá, hàng chính hãng của Hewell sản xuất. Có cái mã là 15LDF100C1, chừa kháng 8 ohm, 750W. Nhưng mà con này 2 tầng côn nó sẽ gấp đôi công suất nên nó sẽ rơi vào 1500W các bác nhé. Đấy là em đã giới thiệu xong cặp loa bát rồi. Cặp loa bát này, chất lượng màng rất là xịn như em đã nói này. Màng sần sần ở dưới nhá, đây mới gọi là màng xịn này. Và ở đây, để lên combo này thì em có sử dụng cặp loa chép DE900M. Cặp loa chép DE900M. Leo bi các bác nhá. Con này chép leo bi 750, cốc nhôm. Con này côn dây dẹt các bác nhá, côn dây dẹt và cối nhôm, bên trong là cối nhôm các bác nhá, cối nhôm côn 75, côn dây dẹt. Cặp chép leo bi DE900M. Hàng này dòng chép cao cấp đấy các bác nhá, dòng chép này cao cấp nhất bên cửa hàng nhà em. 4 lỗ bắt vít. Cuối video em sẽ báo giá từng mục một. Ở đây là em có sử dụng phân tần này. Để mà ghép với cái combo này em có sử dụng cái phân tần mã là Bro F1518. Phân tần này là chuyên trị Azai các bác nhá. Phân tần này phân tần full đơn. Full đơn. Full đơn. Đây. Cặp phân tần rất là xịn này. Full đơn các bác nhá. T là đường chép này. Input là đường nguồn này. W là đường bát này. Con này phân tần này tải rất là tốt tại vì tiết diện cuộn dây rất là lớn. Tóm lại là phân tần này xịn. Hàng chuẩn luôn các bác nhé, hàng chuẩn luôn. Toàn bộ là cái combo này em lên là hàng cao cấp hết các bác nhé.
Ở đây về phần củ chép thì là củ chép nó có ốc bắt không nhá, có ốc bắt này, có ốc bắt củ chép nhá. Với một cái combo xịn như thế này, bên em đang bán giá là cặp bát là bên em đang bán với mức giá là 4.850.000 một đôi. 4.850.000 một đôi là giá của cặp loa bát này. Còn cặp chép Leo Bi 750 DE 900m này bên em đang bán 2.650.000 này, 2.650.000. Cặp phân tần loa Pro F15 18 bên em đang bán với mức giá là 900.000 một đôi các bác nhá. 900.000 một đôi. Phân tần là 900.000 một đôi. Các bác mà mua cái combo này mà về lên thùng, ví dụ các bác vào cái thùng Azay full đơn bát 40 này thì rất là hay các bác nhá. Nếu bác nào mà dựng full đôi, full đôi Azay 40 thì bên em có phân tần full đôi các bác nhá. Có phân tần full đôi thì cái mã của nó sẽ là F2528 các bác nhá. Dòng phân tần này em có phân tần full đôi, có nghĩa là hai bát một chép có cái mã là F2528. Thì phân tần 2528 bên em đang bán là 1.350.000 một đôi. Còn đây là full đơn F1518 bên em bán là 900.000 một đôi. Cặp chép Leo Bi này là đang bán là 2.650.000 DE900M các bác nhá. Còn cặp loa bát là côn 100 này bên em đang bán là 4.850.000. Bác nào mua cái combo này thì liên hệ nhá, liên hệ em nhá. Bao hàng chuẩn cho các bác luôn, tiếng hay luôn, hàng cao cấp luôn các bác nhá. Nhà em có giao hàng toàn quốc. Hoặc bác nào mà về dựng vào cái thùng loa JBL715 full đơn cũng được, cũng là hay rồi. Bác nào đi làm sự kiện chơi sân vườn mà muốn dùng cấu hình từ leo thì hãy chọn cho em cái combo này. Em xin dừng video tại đây nhá. Ở video phần 2 em sẽ cho cái combo này vào cái thùng loa full đơn, ví dụ cho vào thùng 715 chẳng hạn, hoặc là cho vào một cái thùng Azay đơn 40 để em test chất âm các bác nhá. Bác nào muốn theo dõi phần 2 thì ấn đăng ký kênh. Em xin dừng video tại đây các bác nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi video này. Video hôm nay các bác nhớ like và chia sẻ và cho nhà em một lượt đăng ký kênh các bác nhé. Cảm ơn các bác rất nhiều.